Dạ em xin chào cả nhà. Ngày hôm nay em lại tiếp tục tới nhà vườn của chị Ngọc Hân, địa chỉ ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để quay vô lưu với cả nhà một số mai ghép mình về mình chơi Tết nha. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo và ủng hộ chị Hân nha. Dạ em chào chị. Rồi chị chào em nha. Dạ. Chào cô chú anh chị. Dạ em có một số mai ghép để chơi Tết á. Dạ. Thì mong được cả nhà ủng hộ giùm em nha. Thì em có mai ghép chơi Tết nè, rồi một số mai giống nữa. Dạ, vậy mai giống mình để sau clip hả chị? Đúng rồi. Dạ, rồi đầu tiên mình hàng chơi Tết trước nha cả nhà. Dạ. Đây. Mai chơi Tết thì đầu tiên là lô này là thọ hương. Dạ, cúc thọ hương. Đây cả nhà. Cúc thọ hương này cả nhà. Thì thọ hương này hôm nay là cái thọ hương này cái form nó hơi rộng nha. Dạ, cái tán ngang nó rộng hả chị? Đúng rồi, tán ngang nó rộng. Trời ơi, nút nụ là thọ hương mà nút nụ như vậy nè cả nhà. Quá ngon. Ý luôn á. Đúng rồi, nó có nút nụ đều luôn. Dạ. Đều như thế này. Ừ. Nói chung là nếu mà nói về thọ hương á thì nó không có nút nụ như hàng giảo em. Dạ. Nó không có như hàng giảo hay là đại lộc gì hết. Dạ. Thì đối với thọ hương á như vậy á là nó đã nhiều rồi. Nó đạt quá. Nhưng, đúng chị? Rồi, nó đã nó lơi gơi lơi gơi vậy là nó nhiều rồi nè. Dạ. Chứ cả nhà mình về đừng có đòi giống như là cái hàng giảo nha. Dạ. Dạ, nhất là nút nụ nè. Dạ, nói chung là em đảm bảo là kịp chơi Tết 100% luôn. Dạ. Đó, rồi thông số làm sao đây chị? Chị để chị đo thử một hai cây nha. Cho cả nhà coi. Nhà. Tại vì hôm nay á, nhiều khi báo cái thông số mà không có đo. Dạ. Đôi khi cả nhà mình nhìn thấy trên cái tivi á, hay là cái điện thoại nhìn thấy nó bự hơn rồi cả nhà nói nhiều khi rồi sao giao. Dạ. Nó không nó thấy ở ngoài nó bự hơn. Rồi mình đo chính xác vậy luôn nè, cho dễ nè. Chị đo cái cây này, như cây này là 54 nè. Dạ. 55 chứ. 55 hả chị? Từ góc ăn lên 55 này ha. Dạ. Này để chị đo vài cây đi. Dạ. Cái này nó 45 nè. Cái lô này cái tán ngang khá là rộng hết cả nhà. Đúng rồi. Cái tán ngang đó là chị tính từ 40 đến 45. Dạ. Đó. Chiều cao để đo thử cái cây, kiếm cây nào lùng nhất. Đúc nụ nữa cả nhà, nhìn thấy mê luôn á. Cái này mình cũng uống thân nè hả cả nhà. Đế con xử lý đa dạng hết rồi ha. Cái hoành này mình lấy chắc cũng cỡ chắc 4 tay bọn út ra cả nhà. Hoành khá bự ha. 4 tay bọn út ra. Rồi, chiều cao nó khoảng nói chung là tính hình như chiều cao nó khoảng chừng 50 á em. Dạ, 50, 55 rồi ha. Đúng rồi, đúng rồi, dạ. 50, 55. Ừ. Ban đầu chị cũng tính chừng 40 thôi, nhưng mà đo cây nào nó cũng hầu như là 5 tấc trở lên hết trơn á. Rồi, để xử lý đa dạng nè cả nhà. À, nút nụ thì hàng này thì bao nút nụ hả chị? Hàng bao nút nụ cho Tết luôn á. Cây này thấp nhất là 48 mà rộng. Thấp nhất 48. À, mình tính vậy đi rộng, từ 45 đến 55 xăng. Rồi. Ha. Tán ngang của nó khoảng chừng 40 xăng. Dạ. Có hơn luôn. Rồi mình giao luôn sao chị? Cái này là chị bán là 280 một cặp. 280 hai cây một cặp cả nhà. Ừ, dạ. 280 là một cặp bao phí vận chuyển. Dạ. Thì nói về thọ hương thì cả nhà không biết thì bông nó chùm vậy nè. Dạ. Rộng. Đây cả nhà. Nãy em cũng có quay cho bông nó là từ 30 cánh trở lên là bông chùm. Dạ. Cái này là một chùm nó một nụ mà nó ra cái được 4 5 búp xanh hay gì. Năm cái búp xanh. Đúng rồi. Nó ra ba cái bông còn hai cái búp nữa. Dạ. Thì nút nụ cả nhà mình yên tâm tại vì cây nào cũng có nút nụ nhưng mà nó đặt nó không có nhiều nha cả nhà. Dạ. Nên là cả nhà mình thấy có nụ lơi rơi thì nhận hàng giùm em nha. Dạ. Nó vậy nè. Rồi mỗi giống mai nó có đặc tính riêng cả nhà. Ừ. Này thì được cái là nó bung chùm rất là đẹp hết cả nhà. Còn cái gốc là mình bỏ gốc đều đều không à. Bỏ. Dạ. Bỏ ngón út nha cả nhà. Dạ, như là bỏ ngón út trở ra. Nữa. Đúng không? Dạ. Năm ngón tay bỏ ngón út ha. Năm ngón tay bỏ ngón út ha. Dạ, còn bốn ngón. Cao là khoảng tính là từ 45 cho đến 55 xăng. Dạ. Cái tán ngang là 40 xăng có hơn. Dạ. Ha. Rồi cái hoành gốc nó là 5 ngón tay thì bỏ ngón út ra. Rồi. Rồi mình vô luôn với giá là 280 ngàn cặp. Là 140 một cây. Dạ, mình bao ship hả chị? Đúng rồi. Bên đây số lượng mình còn nhiều không chị không? Nhiều, số lượng chỉ còn vài trăm cây. Còn vài trăm cái nha. Vài trăm cây. À, khoảng chừng nếu mà nói vài trăm cây khoảng chừng 300 trở lại thôi chứ không hơn nữa. Xin thoại nhà vườn mình để bên góc trái màn hình bên đây cả nhà có thể liên hệ chị ha, chị lựa cây cho cả nhà gửi qua Zalo cả nhà mình tham khảo ha. Rồi mình xong cặp mình về mình chơi Tết cả nhà. Này ha. Cho chị nói thêm là đế này cả nhà ơi, đừng đòi đế đẹp nha cả nhà. Dạ. Đế này là đế có quấn rễ bình thường à. Dạ, đó cũng có, thôi. Đúng rồi. Dạ. Nó cũng ví dụ như nó bình thường nó có nổi, có cây nó nổi lên. Có cây nó không có nổi, nó nằm sâu dưới đất ha. Dạ. Đó. Còn liệt cốt thì liền 100% rồi anh Trọng. Dạ. Đó. Rồi. Thì em, cả nhà mình cũng như là nãy giờ em có nói cái số đo chiều cao á cả nhà. Dạ. Thì em cũng có đo thử rồi. Thì cả nhà mình đo giùm em. Dạ. Nếu mà đúng hàng cả nhà mình nhận giùm em ha. Dạ. Chứ nhiều khi lên cả nhà sắm cái tivi bự quá. Cả nhà lại coi cái tivi lên nó bự dữ lắm. Dạ. Nên là mong cả nhà mình đo rồi nhận giùm em nha. Dạ. Cái này mình bỏ bầu mình gửi hết cả nhà.
đúng rồi, mình để lại chậu để chậu theo cái nó bị bể chậu, nó mất sức cái cây cái hắn cả nhà. Cái này nó trổ bằng gió nữa vậy thôi chứ Trọng ơi, mà mình lãi lá ra rồi á bông nó bự lắm. Dạ. Nè. Nút thọ hương. Nút nụ nè Trọng. Bông chùm không có nha. Chùm đó. Chùm không ha. Một nụ là nó nở ra một chùm á. Dạ. Rồi, cả nhà tham khảo nha. Cúc thọ hương mình còn khoảng 200-300 cây hết nha. Ví dụ cưng cứ bóc ngẫu nhiên đi thì nó cây nó đều hết. Dạ. Tại vì những cái này là chị đã lựa rồi, lựa từ trong vườn lấy những cái cây mà nó đủ đạt cái tiêu chuẩn á. Dạ. Chị mới đem ra đặng chị giới thiệu chứ không phải mà mấy cây này là không phải là solo nha. Dạ. Những cây này là được giao được cho khách hết luôn. Rồi, tiễn tại vườn ha. Ừ. Dạ. Cái này là mai cúc thọ hương nha cả nhà. Dạ. Mong là nó có mùi thơm từ 30 cánh trở lên. Thì, rồi tiếp tục mình tới bên đây hả chị? Đúng rồi, này là đa phúc nè. Ôi ôi cái lô đa phúc này nút nụ nhìn đã luôn á nha. Hôm bữa là chị cũng có giới thiệu cái lô đa phúc về á Trọng. Dạ. Nhưng mà nó bự hơn cái lô này nha. Dạ. Lô đa phúc này thì chị tính cái để chị đo cái cho chắc ăn dạ, nha. Dạ chị đo đi chị. Ừ. Hàng này thì nó lùng lực luôn á nha, nhìn đúng kiểu lùng lực luôn á. Lùng lực nha, thấy nó nhỏ nhưng mà cái cốt nó bự lắm á, cái gốc nó. Wow. Hàng này để bàn thôi hả chị? Ừ. À, chưa cao. Chiều cao này là 3 hay là 38 này Trọng? Dạ. Ha. Dạ. Vậy mình lấy khoảng chừng để chị đo thêm, chị đo thêm vài cây kiếm những cái lùng mình đo mình ước lượng cái thông số trung bình nữa cả nhà. Bây giờ mình chị tính như vậy nha. Chị tính là khoảng chừng 30-40 xăng. 30 trở lên, 30 tới 40. Đúng rồi. Dạ. Như cây này nè Trọng. Cây này tròn do nè. Cây này là cây này 30 xăng. Tháng ngày cũng chừng. Để chị đo lại. Tròn em thấy nó cũng tròn. Tháng ngàn chứ cũng cỡ đó, 30 luôn, 40 á. Đúng rồi, tháng ngàn là 30-35 ha. Dạ, rồi vậy đi. 30-35, dạ. Nó cũng xê xích chút đỉnh thôi, cả nhà. Quần nói gốc. Chung là đâu có chính xác 100% cái thông số tuyệt đối được hả chị? Quần gốc nó dạ. Bự lắm nè. Để chị đo cho chính xác. Cái hàng này mình về mình để cái chậu nhỏ nhỏ không? Chị không có muốn mà dạng như là quần gốc nè, cái này là cây này 7 nè Trọng. Dạ, rồi cây này là 7. 7. Dạ. Chung là mình tính 5-6-7 nha cả nhà. Ừ, cái đế này nha. 5-6-7. Cái lô này mình để cái bàn nhỏ nhỏ, thay đúng cái chậu nhỏ nhỏ, nhìn đẹp đó nha. Nhìn nghệ thuật ha. Tròn do thì mà no nưỡng luôn. Ừ. Nè, wow, nghiêng xuống vậy cho cái gì Trọng. Trời ơi. À, nút nụ không? Đây nhỏ xíu mà vậy nè cả nhà. Dạ. Nhỏ mà có vỏ luôn á. Đẹp ha. Lùng mà phụ tùng đầy đủ. Lùng phụ tùng đầy đủ không? Coi cái cốt đó nè. Dạ. Để ngón tay chị vô đây là thấy không? Cái hoành này bự đó nha. Bự. Cái lô này cái hoành bự ha. Tại vì cái này là con quá, con bấm quá nên thành ra là cái cốt cây nó bự. Dạ. Liền cốt phục 100% mà cái tàn này nó lại thấp. Ừ. Thấp nhưng mà nó tròn do à. Dạ. Đó, cái này mình để lên bàn uống nước, bàn thờ, bàn ông địa. Nói chung là bông đa phúc là nó rất là bự, đa phúc, dảo đa phúc. Cái lô đa phúc này đẹp quá cả nhà. Đẹp cái này để chị báo giá nha. Nha. Ừ. 220 một cặp. 220 một cặp hả? Dạ. Đúng rồi. Nha. Hồi hàng này đế đóng màu khá quá ta. Ừ. Hôm trước là có lô 250 mà nó bự hơn chút nha Trọng. Dạ. Hôm nay là 220 một cặp. Đây cái nhà. Cái nhà mình coi cho cái nhà mình xem nút nụ đi. Ừ, quấn cũng 2-3 vòng nữa ha. Quấn đa dạng thì nhiều hết cái nhà. Rồi, bên đây chị còn nhiều không chị? Nói gì? Chị còn cái này còn 60 cây. Còn có 30 cặp thôi cả nhà ơi. Ừ, đúng rồi, 60 cây. Wow, đó. Cái này mình chỉ 220 thôi cả nhà, về là có để có cái lô này đẹp quá. Hai cây là chân là trời hết sảy luôn. Ừ. Đỏ rực luôn, vàng rực luôn. Vàng rực chứ không phải đỏ rực. Vàng rực chứ rực. Mai mà hồi đỏ rực là bao nút nụ cả nhà, nút nụ tròn do luôn. Wow, mặc dù cây thì nó lùng lực nha cả nhà, chứ không phải mà cây mà nó lùng nhỏ xíu mà nó không có nhánh nha. Dạ. Đó, cả nhà mình cứ đó, coi nè. Lực lượng nút nụ là trời ơi trọng hơn. Rồi, rồi nút nụ. Đó. Quá đẹp luôn cả nhà. Nó tương đôi nè chứ không phải cái lô này đẹp thiệt nha. Đúng rồi, cây nào nó cũng vậy á chứ không phải mà chị nói chị đưa một dạ, hai cây ấy đâu đó. Nhà, chị lựa còn có được có 60 cây nữa thôi á. Cái form thì giống như những cái cây đầu hồi nãy chị đo thông số cho cả nhà mình tham khảo hết nha. Thì thông số nó cũng nằm trong cái phạm vi đó ha. Ừ, cả nhà mình ồ, có đa phúc. Cái lô có mà nó gọn gọn cả nhà. Mình để cái bàn nó gọn á nha. Bàn uống nước trà gọn gọn, nhìn nó có duyên hơn. Có cái bông này bự bữa nở bự lắm á Trọng mà nay nó tàn. Bao nút nụ luôn á nha ơi, quá trời nút nụ luôn nè, dạ mùa liền cốt thấy lùng vậy chứ cái cốt của nó là từ ngón tay cái trở lên hết rồi cả nhà. Dạ. Bự hơn ngón tay cái trở lên á. Cái hàng này có đế không rồi cả nhà, như mấy gốc này nè cả nhà. Hàng có đế không ha. Đúng rồi, cái lô này có đế. 220 ngàn cây, một cặp nha. Một cặp, hai cây. Một xíp ha. Rồi cái nhà mình tham khảo nha. Tiếp theo là mai dảo Thủ Đức. Dạ. Nó cũng chung lô luôn nè. Rồi cái form này nó cũng lùng lực nữa nè cả nhà. Đúng rồi. Hàng để bàn không à. Dạ chủ sao mà cây nó vậy. Nó lùng lực nha cả nhà.
đó. Rồi. Này là mai dạo Thủ Đức nha, bông của nó cũng 8 đến 12 cánh luôn. Dạ. Đều rang luôn luôn nha cả nhà. Lô này là được 110 cây. 110 cây. À đúng dạ. Rồi, được 110 cây là lô này nè. Dạ. Đó. Rồi cái này cái form nó cũng cỡ như cái form Đa Phúc hồi nãy. Đúng rồi, nó hông nó cao hơn. Nó cao hơn. Cao hơn, dạ. Lô này cao hơn. Nhưng mà cái giá nó cũng lùng lực hết vậy. Đúng rồi, lùng lực. Dạ. Rồi chị cho em xin thông số đi chị. Thông số nha. Đo sát vô đây. Cái này thì cái thông số nó nhỉnh hơn bên kia một xíu ha cả nhà. Dạ. Để chị coi. Rồi chị đo thêm cây này nữa đi. Bên này là à, nó khoảng chừng 35 40 xăng. 35 40. Ừ. Dạ. 35 40 xăng ha. Rồi để nút nụ đó nha. Gốc cũng bự chảng luôn. Cái này mình để bàn là ok luôn. Còn thọ hương nãy thì nó bự hơn, cái nhà thọ hương nãy thì bự hơn cũng có cái, nhiều cỡ cho cái nhà mình cái tham khảo ha. Cái 8.000 như chị. 8.000 35 40 á. Bự nhỏ gì cũng chung hàng chơi Tết thì bao nút nụ luôn đó nha. 8.000 khoảng 35 40 ha. Đúng rồi. Dạ. Ủa vậy là nói chung là lùng lực luôn, hai cái này giống đó, như là nó cao cũng 35 40. Dạ. Mà nó tán nó cũng 35 40. Dạ. Mà gốc thì nó khoảng cũng ngón tay cái như chị nè. Dạ, đó lên. Ngón tay cái của chị ha. Đó lên. Tay cái của em thì hơi bự. Mà cũng có một số ngón bự hơn ngón tay cái đâu. Dạ, như mấy gốc này nó bự nè cả nhà, để em quay cho cả nhà tham khảo. Nói chung là mình lấy cái thông số, mình lấy thông số thấp hơn cả nhà, có những cái nó bự nó trội hơn. Rồi thì cái này mình giao luôn sao đây chị? Lô này là chị giao lô 260 một cặp. 260 một cặp. 260 một cặp. 200 mấy? 260. 260. 260 ngàn cặp. Rồi đây cả nhà. Họ đế nè cả nhà. Liền thân liền cốt nút nụ thì hàng này bao nút nụ luôn. Khỏi chê nha cả nhà. Khỏi chê không? Đúng rồi, khỏi chê. Đó. Rồi cả nhà mình cũng có thể mình lấy cây này cây kia hết cả nhà, một cây Thủ Đức, một cây Đa Phúc cũng được, hoặc là một cây Thọ Hương, một cây Thủ Đức cũng được hết cả nhà. Mình cứ ghép lại với nhau, cứ một cặp nhà vườn mình bao xếp hả chị? Đúng rồi. Một dạ. Cặp cho bao phép, nhưng mà cái mấy cái mặt hàng này nè, mình trưng giống như để bàn á. Dạ. Ha. Nó lùng lực lùng liền. Nó gọn đó. Gọn nè. Nó gọn gọn, toàn do luôn. Đẹp quá. Đó. Nút nụ nè. Mà hàng này là đi Tết chứ cũng ok luôn hả chị? Ừ. Mình kinh doanh Tết hết cả nhà. Ừ. Đúng rồi. Cả nhà có cái mặt bằng hay gì đó thì cả nhà có thể mình lấy một lô trong khoảng vài chục cặp này, cái nhà giống này giống kia mình về mình kinh doanh Tết thử cây năm nay coi sao. Chứ với cái hàng này số bự lắm đó. Nó rất là gọn cả nhà. Mình về mình thay cái chậu đẹp đẹp, cái nữa là mình để Tết hoặc là mình lấy cái này cả nhà. Cả nhà lấy số lượng thì chị sẽ gửi luôn cái chậu này mình về mình sơn cái là mình đi Tết nè. Đây nó đậu nè. Trời ơi, đậu. Thêm cây nữa đi. Còn đây, do luôn rồi dạ. Đó. 260.000 một cặp cả nhà. Đúng rồi, mai dạ. Này là mai dạo Thủ Đức nha cả nhà. Dạo Thủ Đức nha cả nhà. Bông bự lắm. Bông dạ. Từ 8 đến 12 cánh, bông bự lắm. Dạ. Thì nó bự hơn cái Đa Phúc nè. Này để chị thấy qua chân coi. Dạ nè. Nó bự hơn. Đó. Nó nhỉnh hơn xíu ha. Đó nó nhỉnh hơn xíu nè, thấy không? Dạ. Nè, cây Đa Phúc là cây này. Dạ. Còn cây Thủ Đức là cây này. Dạ, 8.000 cũng bự hơn nữa. Đó. Nên là cái này thì có Đa Phúc có 220, này 260. Dạ rồi, rồi cả nhà tham khảo nha cả nhà. Chị còn đại lộc á trọng. Dạ. Đại lộc này thì chị cũng còn chừng mười mấy cây nữa à. À còn ít thôi cả nhà. Nên là hôm cho nó cho chị bán giá 100.000 cây nha. Nó rụng nụ. Mình giới thiệu cái bông mà nó bị rụng à. Dạ, 100.000 một cây là một cặp 200 bao phí đúng chị. Đúng rồi, 200 dạ. Chị bao phí vận chuyển á. Nụ nè cả nhà. Nụ nè. Đại lộc thì nó chỉ có thua siêu nụ thôi, chứ nụ dữ dội, nụ tư trong thân ra ngoài luôn, trong thân này. Tính ra là nó nụ nó bự hơn siêu nụ. Siêu nụ nụ nhiều thiệt nhưng mà nụ nó nhỏ dạ, ha. Nó nhỏ. Còn cái này thì nó no nưỡng à. Nụ nó nưỡng à. Còn cái gốc nữa nha. Dạ. Thì đại lộc thì dạ. Thường đa phần là nhà vườn mình coi nó sát sát vậy hay gì? Đúng dạ. Rồi. Nó không có tàn rộng nha cả nhà. Dạ. Thì em bán thôi ở nút nụ nè. 100.000 cây. 100.000 cây. Dạ. Mình gặp bao xíu cả nha. Còn có mười mấy cây thôi. Cả nhà ủng hộ giùm em ha. Dạ. À, chị còn cái này nè trọng. Thọ hương này chị vô trong cái cũng cái bầu lùng lực luôn. Dạ. Nè. Này thì chị bán. Cái này thông số mình lấy làm sao đây chị? Thông số chiều cao 40-50. Dạ. Tán ngang cũng khoảng chừng 40 cm á. Dạ. Đó, 35-40 nha trọng. Rồi, cái này thọ hương để em quay. Rồi hàng này cũng có nút nụ. Có chứ. Hàng này hàng chơi Tết đó. Khá nhiều rồi hết cả nhà. Hàng này nhỏ hơn đó. Cái kia. Nhỏ hơn. Cái gốc này nè, cái hoành gốc này chắc mình lấy chất bỏng út ra đi hả chị? Hoành này bỏng út ra. Rồi. Dạ. Bỏng út nè. Cái này chỉ có đúng 50 cây. Còn có 25 cặp thôi. Rồi đây cả nhà. Hàng này mình về mình thay chậu hết nha. Cái này mình chị bán là gì nè trọng? Dạ. 80.000 một cây, 80. 3 cây là 240. Dạ. Chị bao phí vận chuyển. Rồi, bao phí vận chuyển từ 3 cây trở lên. Dạ, 3 đó. 240 bao phí vận chuyển cả nhà. Tròn lùng lực hết cả nhà. Dạ. Đó. Để nhà có người ủng hộ em nha. Dạ, cũng chỉ có 50 hương. Cây thôi luôn. Chứ không có nhiều cả nhà. Lô này cũng có đế xử lý đa dạng hết, nói chung nhà vườn là này có nha trọng, là nhiều lắm á. Dạ. Ừ. Đây cả nhà, nút nụ này ha.
Có. Rồi, cứ nhận tham khảo nha. 80.000 cây, 3 cây gửi hàng bao ship nha. Tới mai giống quan trọng. Dạ. Đầu tiên thì giới thiệu đến cả nhà mình siêu bông Bình Lợi. Chỉ ở đây chỉ có siêu bông Bình Lợi, Nhị Ngọc Toàn, Quyền Bảo Trang. Dạ. Siêu bông Sài Gòn, Cúc Siêu Nụ, Thọ Hương Cẩm Thạch với Mai Sắn. Dạ. Rồi. Rồi, đầu nhà tiên mình thì Bình Lợi đứng hả chị? Đúng rồi, Bình Lợi. Dạ, siêu bông Bình Lợi đó nha. Bình Lợi, Bình Lợi, cái này chị lãi ra cho nó ra bông ra. À, đây có cái mặt hoa gió để nhẹ nhàng. À, Bình Lợi thì nó dai đó, cái nhà cái mặt bông nó cũng dai đó, cho nên lắm. Nay cái này mấy ngày rồi nè mà nó chưa có ấy nè. Không cần phải nâng niu đâu. Đây, không cần phải nâng niu đâu. Đây, cả nhà mình tham khảo ha, mặt bông siêu bông Bình Lợi. Siêu bông Bình Lợi cả nhà mình cũng đã biết rồi, thì nó là 3 lớp. Thì nó khoảng chừng 15 cho đến là 28 cánh. Dạ. Ha. Nhưng mà những cái cây nhỏ nhỏ này thì chưa đạt đến mức độ mà 28 đâu cả nhà. Dạ. Nó chỉ nhỏ nhỏ vậy thì nó khoảng chừng 3 lớp, nó khoảng chừng mười mấy, 20 vậy thôi, chứ chưa có nhiều. Nó khoảng là từ một gang tay của chị. Dạ. Có hơn. Dạ. Thì chị đo những cái cây thấp thấp hơn xíu đây. Cái đế này cũng đa dạng gang hết tay rồi nha. Dạ. Tính từ mắt ghép lên. Dạ. Thì đế đa dạng. Cái gốc này thì bỏ hút chị lại đi. Dạ. Ha, nắm tay bỏ hút đi. Siêu bông Bình Lợi nha. Siêu bông Bình Lợi. Này chị bán là 3 cây là 240, chị bao phí vận chuyển luôn. Rồi, nhà chị nhầm 80.000 cây hả cả nhà. Đúng rồi, 80.000. Dạ. Là 3 cây là 240, chị bao phí vận chuyển. Dạ. Đó. Cả nhà có thể thử mặt hoa thì mình lựa mấy cây mà nó có búp cả nhà. Có búp mình thử sẵn mặt hoa ha. Nói chung cũng có vài cây có búp chứ không phải là cây nào cũng có cả nhà. Đó, siêu bông Lợi. Cả nhà mình yên tâm về em bán về cái giống nha. Dạ. Cái nào là nó ra cái đó hết nha cả dạ nhà. Dạ. Rồi, qua đây nè cưng. Cái rồi này cũng Bình Lợi luôn nè cưng. Dạ. Ở Bình Lợi có mấy gốc đế đẹp quá cả nhà. Đây có mấy gốc đế đẹp nè cả nhà. Nó cũng bằng giá hết luôn phải không chị? Dạ. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục mình tới bên đây cả nhà ơi. Nhị Ngọc Toàn. Nhị Ngọc Toàn. Nhị Ngọc Toàn nó cũng có bông nè trọng. Những cái giống này nó đang tại vì lúc gài mình đang cái mùa tàu nụ nên là nó có theo chứ nó còn nhỏ mà nó ra dạ, cái bông đẹp mình đâu có xử lý đâu. Đúng rồi, đây cả nhà. Nè cái còn nhỏ thì nó ra hai màu ha. Dạ. Màu vàng màu trắng hơi ngà ngà chính giữa thôi. Dạ. Mà nhìn nó đẹp ghê không? Dạ. Nhưng mà khi già mùa là nó sẽ ra là hai màu gõ gệt luôn. Dạ. Ví dụ như cánh nào vàng là vàng, cánh nào trắng là trắng. Dạ. Đó nó vậy á, trong một cái bông á nó có như vậy á. Dạ, trong một cái cây ha. Ừ. Rồi. Đó. Rồi, cái này mình vô luôn sao đây chị? Cái này thì nó cũng tầm gan tay chị thôi nha. Dạ. Thì nó cũng từ cái chục ghép trở lên đúng ha. Đúng rồi, nó cũng dạ yếu yếu ha. Nói chung yếu yếu gan tay thì dạ thì nói chung là người nào khách mà đặt hàng trước thì chị sẽ lựa những cái cây cao trước vậy dạ đó. Nói chung là hàng chị cũng bán đồng giá luôn. Rồi, 80.000 cây ha nha. 3 cây gửi hàng bao ship. Những lựa cây này cây, cây kia cũng được hết nhà, ghép đơn lại nhau. Đúng rồi. Cứ dạ 3 cây làm đi đơn nha cả nhà. Dạ. Nhị cả Ngọc nhà Toàn mình muốn mua nhiều hơn là em cũng có đi luôn nha. Dạ. Có gửi nha cả nhà. Chứ không phải là có 3 cây mới gửi đúng nha. Nhị Ngọc Toàn 30 cây cũng gửi nữa. Rồi, bên đây mình tới Quyền Bảo Trang. Quyền Bảo Trang. Cái tên nghe hay. Quyền Bảo Trang này là cái giống cúc. Dạ. Nghe cái tên muốn đi thỉnh kinh. Quyền Bảo Trang hả? Cao nha trọng, lấy bo đã luôn á. Dạ. Cao khoảng từ 30 xăng trở lên. Trời. Đó, Quyền Bảo Trang cái này là cúc nha. Dạ. 30 cánh trở lên, bông rất là đẹp luôn. Đế hiện nha tại là cái giống mới. Dạ. Ừ, giống mới. Đó. Rồi, cũng đồng giá luôn hả chị? Đúng rồi, đồng dạ giá luôn. Thì gốc này, lô này gốc to lắm. Dạ. Từ ngón cái trở lên hết. Dạ. Ha. Rồi. Còn chiều cao thì khoảng chừng 3 tấc. Lô này nó cũng cao hơn Nhị Ngọc Toàn. Dạ. Đó. Cái gốc nó cũng bự hơn đó, nữa chị, nha. Có một số chị cũng vô dây rồi. Dạ. Còn số chị cũng chưa. Dạ. Đó. Siêu bông Sài Gòn. Dạ. Siêu bông Sài Gòn có nụ luôn rồi đúng không? Siêu bông Sài Gòn đó nha. Siêu bông Sài Gòn này lấy bo đã luôn á. Hàng này lấy bo đã nhiều luôn lắm không? Luôn á cả nhà. Dạ. Ừ, thì cũng đồng giá luôn nha cả nhà. Rồi, nhà vườn mình giao lưu mai giống thì đồng giá cho dễ luôn hả chị? Đúng rồi, cho dễ. Dạ. Rồi, rồi, hàng này lấy bo hả cả nhà, siêu bông Sài Gòn. Cây này là cao từ 50 xăng tới lên. Cái lô gốc này chắc nó cỡ bên cái lô Quyền Bảo Trang kia hả chị? Đúng rồi, cái gốc bự. Này... Ừ, đúng rồi, đế, dạ đế gốc nó bự. Dạ, ha, cái gốc nhớ nó bự nha. Hàng này lấy bo ha. Quá trời, bo luôn. Có nút nụ luôn cả nhà, về dạ cái mặt bông luôn nha. Đây, có mấy cái cây có mặt hoa nữa nha, có nút nụ nữa nha. Ừ. Lô này lấy bo thì vô tư luôn rồi. Nhóc luôn á trọng. Dạ, đồng giá luôn nha cả nhà. Rồi. Dạ. Rồi tới đây là trọng. Rồi, Thọ Hương Cẩm Thạch tới bên đây luôn. Dạ. Đó. Thọ Hương Cẩm Thạch nè cả nhà. À, đột biến từ Thọ Hương, cúc Thọ Hương ra cái nhà lá Cẩm Thạch này ha. Bông nó cũng như nhau thôi cả nhà ha. Lá ra đỏ đẹp ghê. Dạ. Ha. Nó non non ra nhìn đẹp ghê không? Hàng này mình chơi lá chơi bông luôn hết cả nhà. Đẹp chơi lá thì... chơi bông luôn. Rồi đồng giá luôn phải không chị? Ừ. Dạ. Đó cũng gì có hình thú cũng có nè hết cả nhà. 80.000 một cây cái nhưng mà cái gốc này nhỏ nha đâu. Dạ, gốc này nhỏ. Gốc này nhỏ nè. Gốc này mình bằng lấy điếu thuốc không?
Dạ điếu thuốc đi hả chị. Dạ. Có bán rẻ. Có cái lô thọ hơn cám thập này thì cái gốc nhớ hay nhỏ hơn cái nhà. Mấy kia thì cũng khá bự ha. Lấy bo về, lấy bo là nhiều bo lắm á nha. Dạ. Rồi tiếp theo là cúc siêu nụ. Cúc. Đế thú. Hàng cúc mà hàng siêu nụ á nha ha. Đúng rồi, cúc siêu nụ đế thú. Bình thường mình quay là mình quay cái hàng cho tới là hàng giảo siêu nụ á nha. Còn hàng giống này là giống cúc siêu nụ. Đó. Đế hình con thú hết, gốc nó cũng nhỏ nha đồng. Dạ, đế thú. Đây cái nhà có nút nụ nữa nha. Siêu nụ thì cũng nhỏ tầm, nhỏ mà nó cũng có nụ nữa đó. Tầm đế thú ha. Dạ. Cái này là cũng 30 cánh trở lên luôn. Rồi cái hoàng này thì nó cỡ như cái thọ hương hồi nãy ha nha. Thọ hương cẩm thạch nãy nhưng mà được cái là cái đế hình thú á nha. Cũng đồng giá luôn hả chị? Đồng giá luôn. Dạ đồng giá luôn. Đây cả nhà, cái nhà tham khảo ha. Cúc siêu nụ. Cái này là mây sắn luôn. Dạ. Mây sắn ở trong cái lô này là mình lấy bo lả luôn nè. Dạ. Dạ dữ lắm, nó cao khoảng từ 40 50 xăng. Cái này là mình phải dựng lên nha cả nhà. Không dựng là nó không có được. Đúng không rồi, bao giờ không được dựng vậy là đâu. Nó đổ xuống không à. Dạ. Tại vì ghép thì chỉ ghép sắt sắt gốc. Nút nụ nè cả nhà. Ồ hàng này nút nụ. Không, nút nụ chơi Tết mà. Cũng khá nha. Đúng rồi, nút nụ này chơi Tết. Cái này cái cũng nhỏ chơi nhỏ. Tết mà lấy bo luôn. Cả nhà mình muốn lấy bo thì lấy bo, muốn chơi Tết thì để chơi Tết rồi mà hả lấy bo. Cái giống này nó vậy cả nhà, nó phải nó xung đột vậy á. Thì cái này mình vô luôn sao chị? Cũng bằng giá luôn trọng, 80 ngàn. Rồi 80 ngàn. Cả nhà mình mua đem cái này về mình ghép cái kiểu thác đổ vậy nè cả nhà. Dạ. Cái này mình lấy bo nè, mình đem về mình lấy bo mình ghép cái kiểu thác đổ giống như vậy nè trọng. Dạ. Mấy cái này là hết đẹp rồi, tại vì hôm bữa quay á con nhớ không, bán hết rồi, giờ còn được mấy cây nè. Ví dụ như cả nhà mình mua cái cây mà lấy cái cây mây sắn này nè, mình về mình ghép mình lấy bo mình làm thác đổ để như vậy nó đẹp ghê không? Dạ. Mấy cái này hiện giờ nó hết không còn đẹp nữa, hôm bữa hàng đẹp chơi bán thác đổ hết rồi. Nha. Dạ. Chơi cái phơm cao rồi cho nó rủ xuống hết nha. Đó, ha. Dạ. Này mình đi ghép mình làm mây sắn đổ vậy nè đẹp lắm. Với lại cái ly á, nhiều loại ly đẹp lắm. Dạ. Chứ chị thì vô cái ly này thôi bình thường thôi. Dạ. Chứ nhiều loại ly nó đẹp hơn vậy. Dạ. Đó. Chỉ còn một loại này nữa là trọng. Dạ. Thì lúc nào cũng giới thiệu hàng này hết, tại vì hàng này nhiều lắm. Dạ. Nên là lúc nào cũng trong clip cũng phải cũng cuối clip cũng có cái lô này. Dạ. Là cúc thọ hương, chiều cao là từ 50 đến 70 sống. 670 xăng ha. Dạ. Đó. Thì này là cúc thọ hương này là chị bán với giá là 30 ngàn một cây. 30 ngàn cây. Ừ, 5 cây gửi hàng, 10 cây bao phí vận chuyển. Dạ. Đó, cả nhà muốn là về đem về là muốn lấy bo, muốn uống, muốn lượng kiểu nào cũng được hết. Dạ. Hàng này mình cũng thả tự nhiên nè hả cả nhà. Cho nó mạnh nè, mình mau lấy bo ha. Bo thì thôi dữ lắm bo. Cũng có nút nụ nữa nè. 30 ngàn một cây thôi cả nhà, nụ tự nhiên nha. Hàng này thì mình không có xử lý gì hết trơn cả nhà. Nụ nó già thì nó có ôm nụ thôi. Đây cả nhà. Cây nụ nè. Cây này là ghép chấp năm mày. Dạ. Nên là nó già là nó có nụ hết trọng. Dạ. Hàng này thì hàng đầu tư ha cả nhà. Mình về mình cắt bo nè, rồi mình sửa lại. Mình uống nắng gì tùy ý ha cả nhà. Bên đây số lượng chị còn khoảng chừng bao nhiêu lần? Nhiều trọng ơi, còn mấy trăm cây lận. Mấy trăm nữa. Bởi vậy clip nào cũng đưa cái này lên. Cái này mình gom lại còn cộng hết chứ còn nhiều hết cả nhà. Dạ rồi, em cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn đã ủng hộ em suốt thời gian qua. Thì cả nhà mình xem nãy giờ á, vừa ý loại nào thì ủng hộ giùm em nha. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.